trong cái ngày Tết đó thì ăn bánh chưng này, ăn giò, ăn rất nhiều chất đồ đạm rồi. Thì mọi người mà ăn một cuối cùng một ngày Tết ấy thì họ phải làm ra một cái món nào đó để ăn cho nó tinh tế, nó nhẹ nhàng mà ai cũng ăn được, thì là cái món bún thang. Thực sự ra món bún thang này nó là món rất là tinh tế của người Hà Nội. Nó phải có mười mấy cái loại gia vị, gia giảm. Thiếu một thứ gì đó thì nó cũng không thành được bún thang. Trong bún thang nó chọn những cái gia vị rất là tinh tế. Ví dụ gà là phải gà sông Thiến. Ví dụ như là tôm, nó phải tôm he. Nó là tôm biển, tôm tự nhiên. Nó là một cái vùng, chẳng hạn như cái vùng nước mặn của Thanh Hóa, thì nó mới có cái tôm he ngon như vậy. Để tôm he để nó ngọt nước nhưng mà nó lại còn thơm, mà nó trong nước, nó không bị đục như các loại tôm khác. Và bún thang nó cần phải yếu tố nó phải trong. Để làm nước trong như thế nào thì nó cái đấy là cũng cái rất thủ thuật, là cái tinh tế, gọi là cái kinh nghiệm của nhà hàng. Ngoài ra nó còn có ai ăn được mắm tôm ấy. Nếu ăn được mắm tôm thì bát bún thang nó thấy rất giá trị. Sau đó nó còn có giò, lụa, thái chỉ, trứng thái chỉ. Trứng thái chỉ làm sao cho nó không bị tanh trong bát bún, đến khi cuối cùng nó ăn đến cuối cùng nó không bị bở sợi trứng. Cái đó cũng là một cái kinh nghiệm lâu năm của gia đình. Tay nghề làm con vào được rồi, con dâu nữa rồi. Đấy, trứng đẹp này, nhớ là cái trứng này nhớ phải dán hai mặt đấy, không cho vào nước nó sẽ tan, là nó sẽ tanh, nó sẽ bị mềm hết đi, nó nát trứng. Các bạn phải hiểu là bún thang là một sự chuẩn bị rất là cầu kỳ, khiến người ta phải mất rất nhiều thời gian và bỏ tâm sức tâm trí để nấu được món ăn đó. Thì khi làm bún thang là người ta hay mời những người bạn chân quý, những người bạn thân nhất của mình đến nhà mình để tri ân tình bạn bằng cách nấu cái món bún thang cầu kỳ này. Qua câu chuyện đó lại càng không thể làm những món mà chúng ta lấy từ trong những đồ thừa còn lại ở trong trạn ra để làm được, tiếp khách được. Đây, đâu lắm rồi à. Hôm nay chú, lúc giờ ông cháu ở với chú, làm việc với chú bao nhiêu năm tháng rồi. Hôm nay sau ngày nghỉ này, chú tự tay vào làm cho cháu một bát đây. Đấy, cháu sẽ thấy được như thế nào. Đây nhớ này, củ cải đầy đủ. Hôm nay cháu xem có khác bạn hôm cháu ăn không nhá. Dạ. Tự tay chú làm đấy, ngày nghỉ hôm nay nó dỗi dãi, hứng nghề vào đấy. Kiểm tra lại xem cho chất lượng thế nào nhá. Tớ khẳng định được cái món này là món tinh tế, không phải là cái gọi là cái dồn lại của ngày Tết. Chẳng qua lúc đó chiến tranh, rồi là rất nhiều thứ khó khăn. Để mà làm một bún thang cũng khó lắm. Để mà có nguyên liệu, rồi là giá thành, rồi tiền để tạo bún thang. Thì mọi người mới gọi là nghĩ ra làm sao để mà tạo ra một cái bát bún để cho con cháu ăn cho đỡ thèm thuồng trong ngày Tết. Mà cháu ở với chú rất nhiều năm rồi, nhưng thường thường ăn được chút bún thang không bao giờ thấy chán. Ngày trăm ngày như cả trăm,
mình làm cái nghề này là mình phải cố gắng giữ được cái truyền thống. Món bún thang ấy thì tôi nghĩ là đã sinh ra trong thời kỳ mà tương đối là dư giả về mặt vật chất và cái nhận thức trong cái cách ứng xử văn hóa xã hội tương đối là cao. Đó là cái sự tinh hoa. Thế tuy nhiên thì có những món ăn mà được sinh ra trong những thời kỳ không phải hòa bình. Tôi nói ví dụ như là món ăn mà hiện nay là đang rất nổi tiếng mà được bầu trong một trong 13 món ăn của một tạp chí ẩm thực nổi tiếng thế giới, nói rằng là một trong 13 món ăn bạn phải ăn trước khi chết. Cũng nghỉ một thời gian dài đấy, từ những năm cuối chiến tranh đấy. Sau này thì đến năm ngoài năm 2000 một chút, mọi người lúc ấy thì bắt đầu xã hội phát triển, mở cửa, mọi người mới nhớ lại cái ẩm thực Việt Nam mình. Thì mọi người nhớ bún thang lắm. Tớ mới bàn với gia đình, bàn với các cụ. Các cụ mới quyết định là thôi, bây giờ tập trung vào cho tôi là những người mà yêu ẩm thực nhất trong nhà và nhanh nhẹn nhất để đứng ra để làm lại cái bún thang này.